Đây là một quả thanh long. À các bạn à, và quý vị cùng coi. Chắc phải là độc nhất vô nhì. Quả thanh long thì thường thường nó phải có cuống đúng không? Bây giờ là nó mọc ở ngay cái ngọn ngọn dây thanh long này. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắt cái ngọn bên này ra coi nhé. Cắt ở đây luôn đi. Đây. Đây, bây giờ thái coi nha. Thái coi đúng như thanh thanh long thật không nha. Mà đúng là nhìn cũng lạ này. Nhìn gì ạ? Rồi, này. Bây giờ sẽ thái. Thái này đi. Wow, vẫn là quả thanh long. Mà nó có khác người ta là nó thế này thôi. Này, đúng là một quả thanh long. Rồi, ăn qua như hương vị nó thế nào chắc thì mình đoán thì cũng vậy thôi này. Cho các bé đi. Ngon rồi.